Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, ngày 12 tháng 4, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Sinh, sinh năm 1976, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, An Giang. Các quyết định trên đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Liên quan vụ án này, trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an An Giang đã triệu tập 15 người ở thành phố Long Xuyên để phục vụ điều tra, trong đó có ông Nguyễn Bảo Sinh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an An Giang đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba bị can liên quan vụ án gồm Nguyễn Thanh Phong, cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, Nguyễn Thiện Thanh, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường thành phố Long Xuyên và Huỳnh Lê Phong, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Long Xuyên. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thiện Thanh và Huỳnh Lê Phong cùng về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Qua khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến quá trình phạm tội của các bị can. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, ông Võ Văn Trung, giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Long Xuyên đã chết, đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc và giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Long Xuyên làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên quản lý cho 5 hộ dân gồm Nguyễn Văn Cương Ngụ Tiền Giang, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp, Nguyễn Tấn Tài và Trần Thị Hồng Hoa cùng Ngụ An Giang. Sau khi đã cấp giấy chứng nhận, ông Trung đã bán hai thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong Ngụ thành phố Long Xuyên với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, Phong bán lại hai thửa đất này cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định 5 thửa đất nêu trên do những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu, duyệt cấp, không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Sau 2 ngày xét xử, theo như dự kiến 14 giờ chiều 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyên mức án dành cho bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng vợ chồng chùm mua bán hóa đơn VAT Trương Xuân Đức và 10 đồng phạm. Các bị cáo bị xét xử về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó trong phiên tòa sáng 11 tháng 4, viện kiểm sát đề nghị xử phạt ông Đỗ Hữu Ca 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức bị đề nghị tổng hợp hình phạt từ 9 đến 10 năm tù. Vợ của Đức là Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đề nghị mức án 4,5 đến 6 năm tù về tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ. Ở nhóm tội nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 6,5 đến 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu cụ tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và mức án 4,5 đến 5,5 năm tù đối với Đỗ Thanh Hoài, cán bộ dưới quyền của Đương. Các bị cáo còn lại, người cao nhất bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù, nhiều người bị đề nghị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 3 tỷ đồng. Trong phiên xét hỏi hai ngày vừa qua, vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh và các bị cáo khác đều thừa nhận các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, trốn thuế mà cáo trạng đã truy tố là đúng người đúng tội. Chỉ có ông Đỗ Hữu Ca phủ nhận việc cầm 35 tỷ đồng để chạy án cho Trương Xuân Đức. Tuy nhiên đến phiên tòa sáng 11 tháng 4, ông Ca bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi phạm tội, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội ông ca cho biết rằng ông đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và viện kiểm sát ông thấy nhận thức của mình chưa rõ theo vị đại diện viện kiểm sát do ông ca đã thay đổi lời khai và nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và nhận tội cùng với nhiều tình tiết giảm nhẹ đã được nêu trong cáo trạng trong đó có việc thời gian qua tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh nhận được rất nhiều đơn của cơ quan đơn vị tổ chức xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đỗ hữu ca do vậy Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nói lời sau cùng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cho biết bản thân rất đau khổ và hối hận, gửi lời xin lỗi đến Đảng, nhà nước, chính phủ, ngành công an và thành phố Hải Phòng. Ông nói, bản thân thấy rất đáng tiếc vì bị lụy tình mà phạm tội, để cuối đời lại vướng vào vụ án này, phải mang tấm thân già vào trại giam. Ngoài việc xin hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án cho bản thân, bị cáo ca cũng xin giảm án cho Trương Xuân Đức, người mà bị cáo coi như em trai vì hoàn cảnh gia đình Đức hiện tại rất khó khăn. Trong khi đó, hai vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức cũng xin giảm nhẹ tội cho bị cáo ca. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh vợ Đức cho rằng, sự việc này là do mình chủ động nhờ và ông ca giúp đỡ, giờ hậu quả thế này là điều không ai mong muốn. Bị cáo Ngọc Anh mong muốn hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ca và các bị cáo khác. Tối 11 tháng 4, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ ông Phan Văn Thắng, cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Trước khi bị bắt, ông Phan Văn Thắng từng bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khám xét nhà riêng và câu lưu trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Lý do ông Thắng bị bắt vì được cho có dính líu đến một số cá nhân trong vụ việc giám định thiệt hại tài sản tại trường đại học Đồng Nai. Trước khi bắt ông Thắng, cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt ông Trần Quốc Trung, phó trưởng phòng tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, là giám định viên trong vụ án trường đại học Đồng Nai về hành vi nhận hối lộ. Một nguồn tin cho biết, sở dĩ ông Thắng bị bắt vì nóng ruột chuyện em ruột là ông Phan Văn Thanh, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán trường đại học Đồng Nai, bị bắt giam trong vụ sai phạm ở trường đại học Đồng Nai vì vậy ông thắng đã tiếp cận nhiều người tham gia thẩm định giá trong vụ án trường đại học đồng nai được biết ông phan văn thắng từng là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện thống nhất tỉnh đồng nai sau đó ông thắng được phân công giữ chức vụ trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai trước khi nghỉ hưu ông thắng là chánh văn phòng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp mức án là tử hình. 85 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Làm rõ dòng tiền đã chở về nhà bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả. Theo hội đồng xét xử, đối với số tiền 108.878 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ được tài xế của bà Lan chở từ ngân hàng SCB về tầng hầm B1 tòa nhà Sherwood, 127 Baxter, quận 3. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ dòng tiền để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan nếu có để xử lý theo quy định. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác giao kết giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch trên nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan nếu có để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ đối với tài sản của năm bị cáo đang bị truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Các bị cáo, mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo Nguyễn Cao Trí, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Ngoài ra, hội đồng xét xử tiếp tục kê biên các bất động sản liên quan đến Trương Mỹ Lan tại quận 1, quận 7, quận 4 Phú Nhuận. Với các biệt thự cổ 111, 112 Võ Văn Tần mà Trương Mỹ Lan xin trả lại cho gia đình. Hội đồng xét xử cho rằng hiện chưa thu giữ được sổ đỏ, con gái bà Lan là Chu Diệt Phấn xin hủy kê biên. Tòa xét cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của Trương Mỹ Lan nên là tài sản của bà Lan. Do đó hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tù không được thay đổi hiện trạng. Bên cạnh đó, công ty cổ phần TH Hà Long và công ty Âu Lạc đã nhận từ Trương Mỹ Lan hơn 6.090 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện. Tiền bị cáo đưa cho hai công ty trên là tiền từ SCB. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho SCB nên buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Với tài sản kê biên của bị cáo Trương Huệ Vân, tòa nhận định Vân được bị cáo Lan nuôi nấng từ nhỏ, bản chất tài sản là của Chủ tịch Vạn Thành Phát nên tuyên tiếp tục kê biên, đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với đề nghị của Trương Mỹ Lan, mong muốn chuyển 1.350 tỷ đồng do Nguyễn Cao Trí và một người khác chuyển trả sang cho bị cáo Trương Huệ Vân cháu gái Trương Mỹ Lan để khắc phục thiệt hại hội đồng xét xử không chấp nhận bởi theo tòa bị cáo lan có nghĩa vụ bồi thường rất lớn tài sản của bị cáo cũng chưa đủ để khắc phục